Chào mừng các quý vị phụ huynh và các em học sinh Victory đã đồng hành với nhà trường trong năm học 2023-2024. Với tất cả tình yêu thương và lòng tự hào, chúng ta hãy cùng nhìn lại một năm học vừa qua và hướng tới những mục tiêu cho năm học tiếp theo nhé! Một năm học đã trôi qua, vậy điều gì là đáng nhớ nhất? Có thể đó là niềm vui trong ánh mắt các em học sinh, những tiếng cười giòn tan, những giọt nước mắt từ nỗi buồn, sự nỗ lực không ngừng nghỉ hay những giọt mồ hôi đã đổ trên trường. Chắc chắn có một điều mà các quý phụ huynh đều nhận ra, đó là sự trưởng thành, khôn lớn và trở nên tốt hơn so với bản thân mình ở các con. Một năm học thực sự không quá dài, nhưng với những nỗ lực của thầy và trò trường tiểu học thực nghiệm Victory đã để lại dấu ấn đậm nét trong ký ức của từng em học sinh. Với hơn 40 sự kiện, hoạt động ngoại khóa và cuộc thi, các em học sinh đã được tham gia vào những trải nghiệm đa dạng. 13 sự kiện tiếng Anh bao gồm Speak to Lead, Halloween, English Festival cấp quận, biệt đội khoa hàm nhí, Giáng sinh Miracle Adventure, giao lưu văn hóa Việt-Mỹ, English Day và các cuộc thi như TOEFL Primary, AMC, ASMO, CMO và IKMC. 10 ngày lễ trong năm như ngày hội tiệu trường, lễ khai giảng, lễ tri ân người kiến tạo hạnh phúc 20 tháng 11, sơ kết học kỳ 1, tri ân ngày quốc tế phụ nữ, ngày hội áo hồng, lễ kết nạp đội, lễ tổng kết năm học và lễ tốt nghiệp cho học sinh khối 5. Năm triển lãm và hoạt động dự án học tập liên môn như triển lãm tranh Người phụ nữ em yêu nhân ngày 20 tháng 10, triển lãm School of Wellbeing lần 1 và lần 2, ngày hội thực hành toán và khoa học, dự án học tập lịch sử và địa lý Hà Nội trong mắt em. Năm hoạt động thể chất bao gồm giải cờ vua cấp trường, giải cờ vua cấp quận, giải bóng đá cấp quận, Family Color Run và Victory Olympic Games. Cuộc thi về văn hóa đọc bao gồm Last Reading Competition, Đại sứ văn hóa đọc, From Page to Stage và Book and Cultural Festival. 3 cuộc thi theo chủ đề bao gồm Trung thu Magic of Creativity, Victory's Got Talent và Hoa Trạng Nguyên. Trong năm học này, các em học sinh cũng được đi dã ngoại 2 lần tới làng khoa học Era House, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Tài nguyên rừng. Có thể nói, bên cạnh chương trình nhà trường đổi mới, tích hợp, thiết thực, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng của mình, cả học thuật và năng khiếu. Đây chính là cơ hội để các em mang lớp học đến gần hơn với cuộc sống. Và không thể không kể đến những thành tích mà thầy và trò đã đạt được trong năm học vừa qua. Trong tất cả các cuộc thi, các em đã đạt được 54 giải nhất, 147 giải nhì, 249 giải ba và 162 giải triển vọng. Trong đó, Victory tự hào là trường tư thục duy nhất đạt giải nhất trong cuộc thi English Festival cấp quận. Với 127 học sinh khối 5, đã có 60% các bạn học sinh tin tưởng tiếp tục lựa chọn mái trường trung học cơ sở thực nghiệm Victory để theo học và có 30 lượt học sinh đỗ vào các trường trung học cơ sở chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội. Các thầy cô giáo trong năm học vừa rồi cũng luôn đổi mới và cải tiến, giữ vững tái kiểm định năm thứ 2 bởi tổ chức kiểm định quốc tế Cognia danh giá. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, nhà trường đã đề ra những định hướng như sau: 10 dự án học tập xuyên suốt năm học, 17 hoạt động ngoại khóa và cuộc thi nội bộ vận dụng kiến thức và kỹ năng từ các môn học khác nhau, 6 cuộc thi tiếng Anh do bên thứ ba tổ chức, lọt top 3 trường có chất lượng tiếng Anh hàng đầu quận Hà Đông, 2 sự kiện dành riêng cho hệ tài năng Anh ngữ, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục lối sống đa dạng và thiết thực, giáo dục cảm xúc xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục các kỹ năng vui chơi an toàn trên không gian mạng, thực hiện mô hình lớp học tự quản, xây dựng nếp sống văn minh. Với chủ đề năm học phát triển bền vững, trường tiểu học thực nghiệm Victory tin rằng nhờ lòng nhiệt huyết, yêu trẻ, tận tâm, tôn trọng học sinh của các thầy cô, sự nỗ lực, biết hợp tác, tôn trọng sự khác biệt, tinh thần luôn hành động và vươn tới sự xuất sắc của các em học sinh và sự đồng hành, ủng hộ của quý phụ huynh, năm học 2023-2024 sẽ mang đến nhiều điểm nhấn trong hành trình phát triển của con. Chúc cho ước mơ của các con bay cao, bay xa trong năm học này!